tiết mục tiếng thơ. Ấm áp và dịu dàng nào hơn bàn tay của người thương. Đôi bàn tay lúc này trở về với bản thể, với những gì gần gũi, quen thân nhất. Đường tít tắp, không gian như bể. Anh chở em cho em vịn bàn tay. Trong tay anh, tay của em đây, biết lặng lẽ vun trồng gìn giữ. Một sáng tác quen thuộc của thi sĩ Xuân Quỳnh, Bàn tay em. Tại em chỉ có bàn tay, em trao tặng cho anh từ ngày ấy. Những năm tháng cùng nhau anh chỉ thấy quá khứ dài là mái tóc em đen. Vui buồn trong tiếng nói nụ cười em, qua gương mặt anh hiểu điều lo lắng, qua ánh mắt anh hiểu điều mong ngóng. Anh nghĩ gì khi nhìn xuống bàn tay? Bàn tay em ngón chẳng thon dài, vệt chai cũ đường gân xanh vất vả. Em đánh chắt chơi chuyền thuở nhỏ, hái rau rền rau dẻo nấu canh. Tập vá may tết tóc một mình, rồi úp mặt trên bàn tay khóc mè. Đường tít tắp không gian như bể, anh chờ em cho em vịn bàn tay. Trong tay anh, tay của em đây, biết lặng lẽ vun trồng gìn giữ. Trời mưa lạnh, tay em khép cửa. Em phơi mềm và áo cho anh. Tay cắm hoa, tay để treo tranh. Tay thắp sáng ngọn đèn đêm anh đọc. Năm tháng đi qua mái đầu cực nhọc, tay em dừng trên vầng trán lo âu. Em nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau và góp nhặt niềm vui từ mọi ngả. Khi anh văng bàn tay em biết nhớ, lấy thời gian đan thành áo mong chờ. Lấy thời gian em viết những dòng thơ, để thấy được chúng mình không cách chờ. Bàn tay em ra tài bé nhỏ, em gửi anh cùng với
cuộc đời em. Dưới hai hàng cây, tay ấm trong tay cùng anh song bước. Nắng đùa mái tóc trời biếc trên cây, lá vàng bay bay như ngàn cánh. Nhà thơ Xuân Quỳnh đã hơn một lần tự hỏi mình như vậy trong bài Hoa Cúc Xanh. Đó là loài hoa trong tâm tưởng, gắn với những ước mơ tuổi trẻ, khát vọng về miền hạnh phúc dẫu mơ hồ xa xôi. Giọng ngâm thanh tâm thể hiện bài thơ này. Hoa cúc xanh có hay là không có? Trong đầm lầy tuổi nhỏ của anh xưa, một dòng sông lặng chảy về xa, thung lũng văng sương bay đầy cửa sổ. Hoa cúc xanh có hay không có? Một ngôi trường bé nhỏ cuối ngàn xa, mơ ước của người hay mơ ước của hoa, mà tươi mát mà dịu dàng đến thế. Cỏ mới mọc, con chim rừng thơ bé, nước trong ngần thầm thị với ngàn lâu. Trái tim ta như nắng thuở ban đầu, chưa chút gờn một lần cay đắng. Trên thềm cũ mùa thu vàng gió nắng, đời bình yên chưa có những chia xa. Khắp mặt đầm xanh biếc màu hoa,
hương thơm ngát cả một vùng xứ sở. Những cô gái da mịn màng như lụa, những chàng trai đang độ tuổi 20. Người yêu hoa cỏ đất đai, những câu chuyện xoay quanh mùa hái hoa. Hoa cúc xanh có hay là không có, tháng năm nào ấp ủ thuở ngây thơ. Có hay không thung lũng của ngày xưa, anh đã ở và em thường tới đó. Châu chấu xanh chuồn chuồn kim thắm đỏ, những ngã đường phơ phất gió heo may. Bao mơ ước mượt mà như lá cỏ, anh đã nghĩ chắc là hoa đã có mọc xanh đầy thung lũng của ta. Sẽ rất là thiếu sót nếu như ta không nhắc đến cỏ may trong một bài thơ bảy chữ rất nổi tiếng của nữ sĩ Xuân Quỳnh, và một giọng thơ có thể nói là rất là đặc sắc của thế kỷ 20. Vậy thì ngay sau đây xin mời anh Hoàng Nhuận Cầm cùng quý vị thính giả sẽ thưởng thức lại bài thơ Hoa cỏ may của Xuân Quỳnh qua phần trình bày của nghệ sĩ Linh Nhâm. Cát văng sông đầy cây ngần ngơ, không gian sao xuyên truyền sang mùa. Tên mình ai gọi sâu vòm la, lối cũ em về nay đã trắng. Bay đi cùng với gió, lòng như trời biết lúc nguyên sơ. Đắng cay gửi lại bao mùa cũ, thơ viết đôi dòng theo gió xa.
đoàn thương binh mới trở về, đánh nhau trước cửa hàng bia lúc chiều. Anh không ngủ được, anh yêu. Nghe chi con lũ đang chiều, nước ngày mai cây lúa lên đồng lại xanh như đã từng, không mất mùa. Con sông bạn với con đò, con người bạn với câu hò. Trên
hãy ngủ đi. Thế giới mở ra vô biên, sau chân trời lại tiếp nối chân trời. Khi con người không ngừng tư duy chất vấn chính mình, cũng có nghĩa những khả năng tiềm ẩn của con người được đánh thức, từng bước khám phá tiếp theo những bí ẩn còn lại của thế giới. Khát vọng sống, khát vọng yêu là nguồn năng lượng trẻ trung và tươi mới, luôn cuộn chảy trong tâm hồn, thôi thúc con người sáng tạo. Hết sông là biển mênh mang, chân trời phía sau biển cả, có khi nào đi tới đó, sau chân trời là vô biên. Và tình yêu sẽ giúp chúng ta mở cánh cửa vô biên ấy. Mời các bạn nghe bài thơ Không bao giờ là cuối của nhà thơ Xuân Quỳnh qua giọng ngâm nghệ sĩ ưu tú Minh Huệ. Một vạt nắng chiều hôm làm quả ngọt thêm vị mật, hạt cây này thêm mầm hạt, chút ấm áo em vừa khô. Sau lời từ giã đi xa, nhớ thương bắt đầu từ ấy, tình yêu bùng như lửa cháy, đốt lòng không chút nguôi yên. Cuối đường một bóng cây im, đâu đã phải là chỗ hết, nơi nghỉ để mà đi tiếp, biết bao là chặng đường sâu. Em nghĩ rất nhiều về nhau sau lời cuối cùng bài hát, hoa trắng trời cao gió mát, một ngôi nhà giữa vườn xanh. Hết sông là biển mênh mang, chân trời phía sau biển cả, có khi nào đi tới đó, sau chân trời là vô biên. Sông sâu biển sâu thuyền, sau những chân trời bát ngát, sau bao điều cay cực nhất, anh là hạnh phúc đời. Bầy ong chuyên cần là tiếng cái tầm nhà tơ, mẹ con đang bận đưa ru, cái hoa bận đỏ, cái hồ bận xanh, hạt cây đang bận nảy mầm, con quay quay có một mình. Yeah.
vượt lên mặt đất vẫn còn mảnh bong. Từ ngôi nhà mới vừa làm, nghe trong cái ngủ nồng nàn mùi vôi. Tiết mục
tiếng thơ. Của riêng anh, mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi. Mẹ tuy không đẻ không nuôi mà em hơn mẹ suốt đời chưa xong. Ngày xưa má mẹ cũng hồng, bên anh mẹ trắng phau để cho mái tóc trên đầu anh đen, đâu con dốc nắng đường quen, chợ xưa gánh nặng mẹ lên mấy lần. Thương anh thương cả bước chân, giống bàn chân mẹ tảo tần năm nào. Lời ru mẹ hát thuở nào, chuyện xưa mẹ kể thấm vào. Nào là hoa bưởi hoa chanh, nào câu quan họ mái đình cây đa. Xin đừng bắt chước câu ca, đi về dối mẹ để mà yêu nhau. Mẹ không ghét bỏ em đâu, yêu anh em đã là dâu trong. Xin viết tiếp bài ca, dù anh sau mỗi âu lo nhọc nhằn, hát tình yêu của chúng mình nhỏ nhoi dưới một trời xanh không cùng. Giữa ngàn hoa cỏ núi sông, giữa lòng thương nhớ mênh mông không. Chất chiêu từ những ngày xưa, mẹ sinh anh để bây giờ cho rồi và dịu êm ồn ào và lặng lẽ, sóng không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bể. Ôi con sóng ngày xưa và ngày sau vẫn thế, nỗi khát vọng tình yêu nồng nàn trong ngực trẻ. Trước muôn trùng sóng bể, em
về anh em. Em nghĩ về biển lớn từ nơi nào sóng lên. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu em cũng không biết nữa. Khi nào ta yêu nhau, con sóng dưới lòng sâu, con sóng trên mặt nước. Ôi con sóng nhớ bờ ngày đêm không ngủ được, lòng em nhớ đến anh cả khi mơ còn thức. Dẫu xuôi về phương Bắc, dẫu ngược về phương Nam, nơi nào em cũng đi hướng về anh một phương. Ở ngoài kia đại dương trăm ngàn con sóng đó, con nào chẳng tới bờ dù muôn vơi cách trở. Cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua như biển kia dẫu rộng mây vẫn bay về xa. Làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ giữa biển lớn tình yêu. Nghìn năm sau còn vỗ bài thơ tình cuối mùa thu, Xuân Quỳnh, Thúy Đạt Ngâm. Cuối trời mây trắng bay, lá vàng thưa thớt qua. Phải chăng lá về rừng, mùa thu đi cùng lá? Mùa thu ra biển cả, theo dòng nước thu vào hoa cúc chỉ còn anh và em. Chỉ còn anh và em là của mùa thu cũ. Chợt làn gió heo may thổi về sao động cả. Lối đi quen bỗng lạ, cỏ lật theo chiều mây. Đêm về sương ướt má, hơi lạnh qua bàn tay.
yên ngày thác lũ. Thời gian như là gió, mùa đi theo tháng năm, tuổi theo mùa đi mãi, chỉ còn anh và em. Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại kia. Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng, trái tim em anh đã từng biết đây. Anh là người coi thường của cải, nên nếu cần anh bán nó đi ngay. Em cũng không mong nó giống mặt trời, vì sẽ tắt khi nắng chiều đổ xuống. Lại mình anh với đêm dài câm lặng, mà lòng anh xa cách với lòng. Trở về với đúng nghĩa trái tim, biết làm sông những hồng cầu đã trên, biết lấy lại những gì đã mất, biết rút gần khoảng cách của trở về với đúng nghĩa trái tim em, biết khao khát những điều anh mơ ước, biết xúc động sau nhiều nhận thức, biết yêu anh và biết được sổ con tàu chẳng đau. Dải đồng hoang và đại ngàn tôi sâm, em lạc loài giữa sâu thẳm rừng. Trước xa tắt đường mình, trái tim đập những điều không thể nói, trái tim đập cồn cào cơn đôi, ngọn lửa nào lẻ loi giữa cô đơn. Trở về đúng nghĩa trái tim em, là máu thịt người thường ai chẳng có, cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa, nhưng biết yêu anh cả khi chết. Thank you.
Tiếng thơ xin chào các bạn. Phần đầu chương trình đêm nay mời các bạn thưởng thức những bài thơ mang cảm hứng về Tổ quốc. Tiếp đó tiếng thơ dành một phần thời lượng ghi nhận về ý tưởng cảm xúc xoay quanh đêm thơ nhạc kịch mang tên Hoa Cúc Xanh, tôn vinh di sản thơ ca của nhà thơ Xuân Quỳnh, dự kiến diễn ra đầu tháng 10 năm nay. Các bạn thân mến, Tổ quốc, một hình tượng lớn lao cao đẹp đã đi vào sáng tác của nhiều thế hệ nhà thơ trên khắp địa cầu. Càng thiêng liêng hơn khi những suy tưởng về Tổ quốc được viết trong tâm thế của người tha hương, những kiều bào sống xa quê cha đất tổ. Cách đây hơn 50 năm, từ nước Pháp, kinh đô ánh sáng, nhà thơ Huy Cận đã viết bài thơ nhan đề Tổ quốc từ sâu thẳm tiếng lòng, cùng lời đề tặng tâm sự yêu nước của kiều bào tại Pháp, yêu mến tặng kiều bào ở nước ngoài. Qua giọng ngâm nghệ sĩ ưu tú Lài Tâm, mời các bạn cùng nghe trích đoạn của sáng tác xúc động này. Việt Nam ơi, mẹ nghìn đời yêu dấu, tên thiêng liêng đau đau lòng con. Mẹ có biết trời mây gió nước, xa quê hương sao nhạt nhẽo muôn phần. Ai có biết làm sao nói được lòng tha hương trăng trọc nhớ quê hương. Mắt có ngủ mà hôm ta vẫn thức, tình non sông gia diệt màu sương. Đêm khuya vắng bận nhớ mùi hương bưởi, ước ánh trăng thơm suốt mây. Bóng dừa xanh hàng tre mượt quê ta. Những đứa con phải rời xa Tổ quốc, mẹ biết chăng chỉ sống nửa tâm hồn, một nửa khác gợi vơi theo sông nước về quê cha đằng giữ thầm lòng son. Có rời xa Tổ quốc, sống cuộc đời ly hương mới thấu suốt bao nỗi niềm nơi đất khách. Nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng, quê ở Can Lộc, Hà Tĩnh, nhiều năm sống và làm việc tại Moscow, Liên bang Nga. Ông là một trong số những người đã có nhiều đóng góp vào công tác cộng đồng người Việt tại Nga và như một nhịp cầu kết nối giữa văn học Nga và Việt Nam. Từ xứ tuyết, trái tim nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng vẫn luôn hướng vọng về Tổ quốc. Nhiều sáng tác của ông thấm đẫm tình yêu, nỗi nhớ gửi về quê hương xứ sở. Bài thơ Tổ quốc là một trong số những sáng tác như thế. Xin đừng gọi bằng ngôn từ hoa mỹ những sông dài biển rộng những tài nguyên. Tổ quốc tôi vô
bản đồ không dấu chấm, không tên. Ở nơi ấy đất khô cằn chảy bồng, che còng lưng nhẫn nài đứng chưa hè. Đất khô nè chân chim mùa nắng hàn, ngọn gió lào héo hắt cỏ chân đê. Ở nơi ấy mùa trăng về bạt ngát, gió nồm nam trong vắt tiếng sáo diều. Có mái tóc xanh hương 16 tuổi đi suốt đời, ký ức vẫn mang theo. Ở nơi ấy có một căn nhà nhỏ, mẹ già nua tóc bạc ngóng con về. Tấm áo vá run trên từng sợi chỉ trong bóng chiều, nhuốm khói già ngõ. Nơi ấy tuổi thơ tôi đã sống, tôi yêu thương bằng tất cả tâm hồn. Dẫu lưu lạc khắp chân trời góc bể, giấc mơ nào cũng bóng dáng. Cũng là người con Hà Tĩnh có nhiều năm học tập và sinh sống ở Liên bang Nga, trong những bài thơ được đặt nhan đề chung là Ngày Về, nhà thơ tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thủy Anh đã nhiều lần nghĩ về hình tượng Tổ quốc. Chị viết: dẫu trăm vạn năm, trăm vạn cuộc vuông tròn, Tổ quốc, hai từ ấy vang lên từ những lớn lao, từ những điều đơn giản nhất. Tiếng vọng nối dài giữa biển trời mặt đất, đến những góc đời bé nhỏ mong manh. Tôi muốn viết một bài thơ về Tổ quốc tôi, không dám viết đến cùng những điều thành thật, chỉ nói rằng yêu dù chưa thực hiểu. Lời yêu nói mãi không nhàm, mà không khiến ai trách giận lạm bàn. Tổ quốc vang trong lòng tôi hai chữ Việt Nam, cái tên nhọc nhằn, cái tên kiêu hãnh, nghe rung chuyển bầu trời một mùa đông lạnh. Sau lớp bụi da cam vẫn xanh ngắt màu xanh, nghe tiếng còi báo yên hú dài mừng tuổi. Ngân từ tuổi thơ xưa xa vời, qua năm tháng thanh xuân trong lành, những xa xanh nhuốm mơ hồ cát bụi, kết thành tảng đá nặng đè tim. Tổ quốc vang lên trong tiếng hát ân tình, hòa giọng với người. Hôm nay tôi sẽ hát về vùng biển rộng tưởng chừng êm ả nhất, lại giữ trong lòng muôn nỗi đắng cay. Về tầng trời cao vút cánh bay, trên không trung vẫn hướng về trái đất
cái nhìn thẳm sâu nhức mắt, biển trời không ranh giới mà những ranh giới vô hình vẫn làm ngực nhói đau. Về ước mơ bồng bột, người trẻ nào cũng giống nhau, dưới lớp áo lính kia là con người tràn căng sức sống. Những khao khát trẻ trung làm sôi máu nóng, những tình yêu bé nhỏ hóa thiêng liêng. Tương lai của người tôi đã gặp trong những nỗi niềm riêng, giữa bao điều mông lung chưa rõ nét. Bức tranh thế hệ tôi không còn xa xôi biển biệt, tôi thấy rồi, hồn tổ quốc vẫn đây. Tổ quốc, hai từ ấy vang lên trong ồn ĩ phố phường, những đứa trẻ tóc xanh tóc đỏ, những ánh nhìn non nớt, những trò đùa nông nổi. Ước mơ làm giàu và những tấm lòng muốn được tin yêu. Tổ quốc, tôi nhìn thấy người trong mắt con trai, đứa bé 5 tuổi mới trở về từ đất khách. Qua bờ hồ, háo hức nghe tích xưa chuyện cổ, bước chân nhỏ đi trong lòng phố nhỏ, đã bắt đầu hướng đến tương lai bằng gắng gỏi bước dài. Bà của con, bố mẹ của con, ngôi nhà của con hay dùng những từ sở hữu. Việt Nam của con giang vòng tay bé xíu, phải rồi, là của con, tổ quốc của con. Dấu trăm vạn, 500 vạn cuộc vuông tròn, tổ quốc, hai từ ấy vang lên từ những lớn lao, từ những điều đơn giản nhất. Tiếng vọng nối dài giữa biển trời mặt đất, đến những góc đời bé nhỏ mong manh. Trong cả những điều em đã có cùng anh, một khoảnh khắc cũng trở thành mãi mãi. Tình yêu vẫn ngây thơ dù con tim từng trải, giữ mãi một lời không dễ nói ra. Nơi sóng gió ngập hồn đời thường đã lùi xa, lời đầu tiên mình nói với nhau về tổ quốc chẳng xáo mòn đâu, những cảm xúc trang nghiêm nhất dội vào lòng ta trong hơi biển yên bình. Các bạn đang nghe chương trình Tiếng Thơ của Ban Văn học Nghệ thuật VOV6. Giọng đọc nghệ sĩ Ngọc Thọ vừa gửi tới các bạn bài thơ nhan đề Tổ quốc của nhà thơ Thụy Anh. Tổ quốc cũng là hình tượng lớn lao cao đẹp xuyên suốt trong thơ ca dân tộc với cách biểu hiện phong phú, giàu cảm xúc. Tiếng thơ chi âm cùng thính giả. Các bạn thân mến, còn nhớ cách đây gần 3 năm, dịp sinh nhật lần thứ 77 của cố thi sĩ Xuân Quỳnh, chân dung của bà xuất hiện trên trang chủ Google, công cụ tìm kiếm thông dụng toàn cầu. Tên tuổi di sản thơ văn của nhà thơ Xuân Quỳnh đã trở thành một biểu tượng của giới văn nghệ sĩ nước ta và lan tỏa ra thế giới. Thực tế, có thể nói sức sống di sản thơ ca của nữ sĩ Xuân Quỳnh trên thi đàn cũng như trong đời sống, tâm tưởng của người yêu thơ rất mãnh liệt. Năm nay, nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của nữ sĩ, gia đình đã kết hợp với báo Nông Thôn Ngày Nay, báo điện tử Dân Việt cùng ekip Xe Sẽ Chứ tổ chức đêm thơ nhà kịch mang tên Hoa Cúc Xanh.
Chương trình dự kiến diễn ra vào hai đêm mùng 5 và mùng 6 tháng 10 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Điểm qua ekip sáng tạo của đêm thơ nhà kịch Hoa Cúc Xanh, bên cạnh nhà báo Lưu Quang Định, tổng biên tập báo Nông Thôn Ngày Nay, báo điện tử Dân Việt, đồng thời là trưởng ban tổ chức chỉ đạo nghệ thuật chương trình, có thể thấy nhiều tên tuổi như đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, nhạc sĩ Quốc Trung, nghệ sĩ ưu tú Trần Lực, họa sĩ Hà Nguyên Long. Biên tập viên Tiếng Thơ của Ban Văn học Nghệ thuật VOV6 đã có những ghi nhận bước đầu về chương trình đặc biệt này. Mời các bạn cùng theo dõi. Hoa Cúc Xanh có hay là không có trong đầm lầy tuổi nhỏ của anh xưa? Một dòng sông lặng chảy từ xa, thung lũng vắng, sương bay đầy cửa sổ. Đó là những câu mở đầu bài thơ Hoa Cúc Xanh của nhà thơ Xuân Quỳnh, một bài thơ với hình ảnh biểu tượng đầy diệu vợi. Hoa Cúc Xanh cũng một phần suy tưởng dai dẳng trong tâm hồn của nữ sĩ suốt nhiều năm tháng, từ khi bà mới ở tuổi đôi mươi cho tới thời điểm không lâu trước khi qua đời. Đã 34 năm kể từ khi vợ chồng Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ rời cõi tạm, dư âm thơ ca và cuộc đời khắc khoải sáng tạo của hai nhà thơ vẫn còn đọng lại và ngân rung trong di sản ý nghĩa để lại. Chia sẻ của nhà báo Lưu Quang Định, tổng biên tập báo Nông Thôn Ngày Nay, báo điện tử Dân Việt, đồng thời là trưởng ban tổ chức chỉ đạo nghệ thuật chương trình đêm thơ nhạc kịch Hoa Cúc Xanh, không chỉ mang nội dung truyền tải thông tin mà hơn cả là niềm thương nỗi nhớ gửi gắm trong ý tưởng sáng tạo của người thân gia đình hai nhà thơ Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ. Năm nay nhân cái ngày sinh của chị Quỳnh 80 năm thì chúng tôi muốn làm tổ chức một cái chương trình mà trong đó chị Quỳnh là trọng tâm, thơ của chị, cuộc đời của chị, những cái vui buồn, những cái khắc khoải, những cái trăn trở, cái khía cạnh khác nhau của tâm hồn chị Quỳnh ấy, sẽ được đẩy lên làm trung tâm. Trong cái chương trình này chúng tôi muốn là khắc họa thêm nhiều những khía cạnh khác của chị, những cái dự cảm của chị, tính công dân của chị. Chọn tên chương trình là Hoa Cúc Xanh thay vì những Thuyền và Biển hay Thơ Tình Cuối Mùa Thu, những thi phẩm cũng rất nổi tiếng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Theo nhà báo Lưu Quang Định cũng có ngọn nguồn riêng. Hoa Cúc Xanh ấy, cái tên đấy là nó cũng bắt nguồn như thế này. Tức là trong cái thơ của anh Vũ thì trong bài này bài kia nó có những cái câu nói về cái hoa cúc xanh. Bây giờ thì hoa cúc với cái biến đổi gen rồi với cái cuộc cách mạng của sinh nghiệm thì hoa cúc thì các bạn đều biết là nó có thể làm được tất cả các màu. Nhưng ngày xưa thì hoa cúc không có màu xanh. Nhưng anh Vũ thì anh có những cái câu là anh nói về một cái bông cúc xanh như là cái gì không có thật trong đời, đẹp nhưng không có thật. Thế chị Quỳnh thì chị cũng tâm đắc với những cái gì đấy vì chị có làm một bài thơ Hoa Cúc Xanh. Tức là chị viết về những cái giấc mơ, cái đẹp. Từ cái bài thơ của chị Quỳnh đó thì anh Vũ lại viết một cái vở kịch cũng rất nổi tiếng là Hoa Cúc Xanh Trong Đầm Lầy. Thì hoa cúc xanh đây là một cái gì đó như là đẹp đẽ, như là nó thi vị, nó mong manh và nó không tồn tại trong cái đời thường mà tất cả chúng ta vẫn đều mơ đến, đều hướng đến. Thế thì chúng tôi chọn cái hoa cúc xanh kết nối hai anh chị và nó cũng là một cái khía cạnh khá mới, cũng như là chúng tôi sẽ cố gắng là thể hiện một số những khía cạnh mới mẻ khác trong con người Triệu Quỳnh so với những chương trình trước kia. Những năm gần đây, nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp là người đứng ra tổ chức chuỗi sự kiện Xe Sẽ Chứ nhằm lan tỏa tinh thần di sản sáng tạo thơ ca của hai nhà thơ Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh. Năm nay chị đóng vai trò là tổng đạo diễn của chương trình đêm thơ nhạc kịch Hoa Cúc Xanh. Từ Xe Sẽ Chứ đến Hoa Cúc Xanh với Nguyễn Hoàng Điệp là một sự kết nối chuyển tiếp của nhiều tâm trạng, cảm xúc. Như mọi người cũng biết thì hàng năm mình vẫn thường tổ chức một cái sự kiện có tên là Xe Sẽ Chứ ấy, vào thời điểm là ngày sinh của anh Lưu Quang Vũ, và mình duy trì nó trở thành một cái nếp. Thế nhưng mà năm nay thì nhận lời mời của báo Dân Việt và gia đình của nhà thơ, mình nghĩ là một cái ý tưởng thật sự rất là tình cảm ấy, đến từ những người gắn bó mật thiết với cả anh Lưu Quang Vũ và chị Xuân Quỳnh, cùng nhau tổ chức một cái sự kiện vào đúng ngày sinh nhật của chị Xuân Quỳnh là ngày mùng 5 và ngày mùng 6 tháng 10 năm nay. Phải nói thật là khi mà nhận lời mời như vậy thì mình rất là vui. Tại vì mình nghĩ là đến một lúc nào đó thì mọi người đã quan tâm và rất là chú ý đến những việc mà mình đã làm ấy. Và chắc là mọi người có cái lòng tin
dành cho mình nữa. Thế nhưng mà chỉ sau đấy một vài ngày thôi thì mình cảm thấy rất lo lắng, bởi vì nó khác với cả những cái lần thực hiện xe sẽ chứ trước, là mình hoàn toàn chủ động, cái tính ngẫu hứng nó rất là cao vì mình tự đầu tư ấy, nên mình cũng không có nhiều cái áp lực về mặt tài chính hoặc là quá nhiều những cái trách nhiệm như là lần này. Thì với Hoa Cúc Xanh thì nó là một cái hình thức tổ chức nó rất là khác, nó là một cái đêm thơ nhạc kịch, và lần này thì mình lại làm việc cùng với các anh chị phải nói là chuyên nghiệp nhất nhì trong số những cái lĩnh vực mà các anh chị đang theo đuổi. Là bây giờ nó mới đang ở cái giai đoạn khởi công ấy, mình sẽ cần một cái thời gian để làm việc sâu cùng với các anh chị hơn nữa. Cái kết quả nó sẽ được trả lời ở trong chính cái show diễn đấy. Mỗi bài thơ một quãng đời với người thân trong gia đình hai nhà thơ Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ. Đêm thơ nhạc kịch Hoa Cúc Xanh làm sống dậy những ký ức không thể nguôi quên về những thân thương ngày cũ. Nhà phê bình văn học Lưu Khánh Thơ, em gái nhà thơ Lưu Quang Vũ, và anh Lưu Tuấn Anh, con trai của vợ chồng nhà thơ Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ, bày tỏ cảm xúc trước sự kiện đặc biệt này. Qua chương trình này, gia đình chúng tôi mong muốn bạn đọc, người hâm mộ, yêu thích sơ ca nói riêng và văn học nghệ thuật nói chung được tiếp cận, được hiểu biết đầy đủ, hệ thống hơn về cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ Xuân Quỳnh, hiểu kỹ hơn tác phẩm tiêu biểu của chị, để qua đó thế hệ sau hiểu được những ước mơ khao khát, những điều tâm huyết chị gửi lại cuộc đời. Với tôi thì gần đấy thời gian nó trôi qua rồi thì tôi cũng không hình dung đến mẹ tôi bây giờ. Nếu mà còn sống thì đã 80 tuổi. Thì trong ký ức tôi thì mẹ tôi vẫn rất là trẻ, như cái thời mà trước khi bà ra đi. Với tôi thì đây là một cái sự kiện cũng rất là đặc biệt, kỷ niệm cái ngày sinh của mẹ tôi khi mà bà 80 tuổi. Với một cái cách rất là sáng tạo, một cái đêm thơ nhạc như thế. Và tôi hy vọng là công chúng thì sẽ yêu thích cái sự kiện này. Thông tin về sự kiện đêm thơ nhạc kịch Hoa Cúc Xanh hẳn đã khuấy động cảm xúc của nhiều người yêu thơ Xuân Quỳnh và ngưỡng mộ tình yêu của nữ sĩ với nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Những vần thơ của Xuân Quỳnh in đậm trong tâm trí của chị Thúy Loan và anh Hoàng Hiệp, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Và đương nhiên là cảm xúc đón đợi đêm thơ Hoa Cúc Xanh. Riêng cái tên Hoa Cúc Xanh này nó rất gợi mở, gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người. Thơ của Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh chỉ riêng nói về phần thơ tình yêu thôi, thì tôi chắc chắn là hầu hết những người trẻ tuổi bây giờ và đã từng là người trẻ tuổi vẫn còn lưu nhớ. Đây là một cái đêm thơ nhạc kịch gợi mở cho mọi người cảm xúc của cái thời bây giờ, kể cả ước mơ, hoài bão trong những ngày tương lai sắp tới, và hoài niệm cả về những cái quá khứ của một thời, có thể tuổi trẻ của chính mình, tuổi thơ của chính mình, nhưng cũng có thể là của cả một thế hệ. Thì tôi thấy đây là một chương trình hay và rất mong muốn được xem. Các cái bài hát được phổ thơ nữ sĩ Xuân Quỳnh, những cái ca từ của thơ rất là đẹp, và từ đấy thì bắt đầu mình hiểu hơn về cuộc đời của bà. Đâu đấy nó để lại cho những con người hiện đại, những cái bạn trẻ có một cái gì đấy như được sống trọng lại hơn, nên được lắng lại. Năm nay không có lý do gì mà chúng ta lại không háo hức để chờ đón một cái chương trình như vậy cả. Hoa Cúc Xanh có hay là không có? Bao thế hệ người yêu thơ đã cùng băn khoăn với câu hỏi ấy của nhà thơ Xuân Quỳnh. Có thể lắm, không có một thực thể, nhưng vẫn mãi còn đó những hình ảnh lung linh diệu vợi, nâng đỡ tâm hồn con người qua bao năm tháng gió dông cuộc đời. Hoa cúc xanh có hay là không có, trong đầm lầy tuổi nhỏ của anh xưa. Một dòng sông lặng chảy về xa, thung lũng văng, sương bay đầy cửa sổ. Hoa cúc xanh có hay không có, một ngôi trường bé nhỏ cuối ngàn xa. Mơ ước của người hay mơ ước của hoa, mà tươi mát, mà dịu dàng đến thế. Cỏ mới mọc,
con chim rừng thơ bé, nước trong ngần thầm thị với ngàn lâu. Trái tim ta như nắng thuở ban đầu, chưa chút gờn một lần cay đắng. Trên thềm cũ mùa thu vàng gió nắng, đời bình yên chưa có những chia xa. Khắp mặt đầm xanh biếc màu hoa, hương thơm ngát cả một vùng xứ sở. Những cô gái da mịn màng như lụa, những chàng trai đang độ tuổi 20. Người yêu hoa cỏ đất đai, những câu chuyện xoay quanh mùa hái hoa. Hoa cúc xanh có hay là không có, tháng năm nào ấp ủ thuở ngây thơ. Có hay không thung lũng của ngày xưa, anh đã ở và em thường tới đó. Châu chấu xanh chuồn chuồn kim thắm đỏ, những ngã đường phơ phất gió heo may, bao mơ ước mượt mà như lá cỏ. Anh đã nghĩ chắc là hoa đã có mọc xanh đầy thung lũng của ta. Nghệ sĩ Thanh Tâm vừa gửi tới các bạn bài thơ Hoa Cúc Xanh của nhà thơ Xuân Quỳnh. Tư liệu từ Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ Chương trình Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, ý tưởng 4 phần của đêm thơ nhạc kịch Hoa Cúc Xanh tôn vinh di sản sáng tạo của nhà thơ Xuân Quỳnh và người bạn đời nhà thơ nhà viết kịch Lưu Quang Vũ lần lượt là Bầu Trời Trong Quả Trứng, Tự Hát, Sóng và Hoa Cúc Xanh. Các nghệ sĩ sẽ tham gia biểu diễn trong chương trình có thể kể đến nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ, nghệ sĩ ưu tú Triều Xuân, ca sĩ Thanh Lam, ca sĩ Bùi Lan Hương. Cùng với đêm thơ nhạc kịch đặc biệt này, dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của nữ sĩ Xuân Quỳnh, gia đình phối hợp với công ty sách Nhã Nam và nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp ra mắt 3 tuyển tập Xuân Quỳnh Nhật ký Chiến trường và những bức thư chưa từng công bố, Hoa Cúc Xanh Thương Nhớ và tái bản tập thơ tuyển Không Bao Giờ Là Cuối. Các bạn thân mến, tới đây, thời lượng dành cho buổi tiếng thơ đêm nay của Ban Văn học Nghệ thuật VOV6 đã hết. Những người thực hiện chương trình, các phát thanh viên Minh Nguyệt, Hà Phương, kỹ thuật viên Ngọc Vân và biên tập viên Võ Hà xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.